Tại sao trong chùa lại có người bị trói? Người đó là ai? Phải hỏi ai bây giờ ta? Sao mình cảm giác có yêu khí bao phủ quanh đây? Phải tìm ra nguyên nhân mới được. Thằng nhóc, hỗn thược, ra biểu mày. Ra đi biểu. Ủa, mày hỗn thược gì hả mày? Mày tin là tao kêu lão hổ bắt mày nhốt chung với ông trụ trì không? À, thì ra là bà. Mà sao rồi? Mà bà là yêu tinh, sao lẻn như chung đây bắt dân thờ cúng? Vậy ra mấy người bị đồn là bị bà bắt cóc. Hả? Bà ăn thịt người ta hết rồi, đúng không? Hả? Vậy còn bà thật đâu? Thì nhân lúc mụ ta đi vắng, ta lẻn vô ta thế chỗ. Bây giờ mụ ta đâu có biết đường về. Hèn chi, bà thật hồi xưa linh thiêng lắm, mà đâu có cho vay mượn tiền bạc dữ vậy đâu. Ờ, ai biểu bọn chúng tham? Trời ơi, ta chỉ có một tên đệ tử duy nhất thôi mà nó phản ta rồi. Ta phải kiếm đường mưu sinh cho tuổi già của ta chứ. Nói cho mà biết, ta với lão hổ á là chung hội chung thuyền. Ha ha, ăn đồng chia đủ. Hắn á, nhờ quy của ta mà giàu lên. Còn ta, ta cũng lương vô đó, thỉnh thoảng có mồi ăn mà không phải đi kiếm. Bà tưởng con không có biết hả? Ờ, bà giáo sư thật, đưa sư giả dơ chốn lên thiên để lừa người nghèo. Con đâu có ngờ là bà ác dữ vậy đâu. Nè, không phải chuyện của nhà ngươi, tránh ra chỗ khác, ta bóp cổ bây giờ. Mà nếu con không tránh ra mà con còn la lên phụ trụ trì bị nhốt, trụ trì vừa là giả, giờ quá che mắt bá tánh đi vô thì sao? Ơ nè, thôi được rồi, miễn là ngươi đừng có nhiều chuyện thì ta với ngươi sống hòa bình được chưa? Bây giờ ngươi muốn gì cưng, nói đi cưng. Con nể tình bà đã từng giúp đỡ con nên con sẽ không làm lớn chuyện này. Nhưng con khuyên bà nên dừng lại đi nha. Dừng lại hả con phía?